Nếu ví dụ như mà có một người nào đó khó mà muốn như là nói điều không hay về chị em thì anh có đứng ra bảo vệ hay không? Nó là tất nhiên rồi, anh thương chị em thì anh phải bảo vệ chị em mà. Người đó nói chuyện không hay với chị em thì để anh nói chuyện lại với người đó. Dù người đó là người người bên họ hàng anh nói điều đó nhưng mà anh biết là chị em không có, anh có đứng ra bảo vệ chị em hay không? Tất nhiên là phải có rồi, thì với bên bên dòng họ anh mà nói về ví dụ chị em là vợ anh đi, rồi bây giờ là chị em không sai mà bên dòng họ anh á nói chị em á là sai, thì tất nhiên anh sẽ đứng về phía của vợ anh, là anh sẽ bênh về vợ anh. Em chỉ muốn hỏi như vậy thôi chị. Rồi nghe hỏi một câu là thấy là cũng đang có những nỗi niềm nè, thấy không? Thấy là thấy có nỗi niềm rồi. Đó là chung là thương chị. Dạ, thương chị nhưng mà lấy chồng rồi hả Cưng? Dạ. Ồ, Tại lấy vì chồng là sớm em quá. muốn chị hai em không cần là những người giàu sang hay là gì đó, nhưng em muốn anh rể em là người thương chị em và bảo vệ chị em. Rồi được rồi, ngồi xuống đi Cưng. Rồi thế con cảm ơn gia đình. Rồi cảm ơn Cảm em ơn cô nha. rất Rồi để nhiều mình nha. tiếp tục coi coi hai bạn này sẽ như thế nào. Dạ cảm ơn cô, Cảm ơn chúc cô cô sức nhiều. khỏe. Dạ. À, bây giờ chị cho hai bạn bóc vài cái lá bài của chương trình. Đây là những cái yêu cầu chương trình đưa ra này, vui thôi để cho mình thư giãn xíu ha. Rồi đọc bóc ngưỡng lá đi, rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Này Đó, quá đơn giản rồi. trước đó đó đó, cái sân đó của em đó. Đấy hả chị? Ừ, cái sân đó của em đó. Đếm đi em gái đếm đi em gái. Rồi, nhỏ nhiệt tình ghê, đếm đi cưng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chồng cái lên nè. Bóc lá đi. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Nạ ra. Chào hai bạn nha. Bây giờ mình vào vị trí rồi ha, tháo mặt nạ rồi. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân. Bạn trai giới thiệu trước nè. Em xin chào chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên Trịnh Hữu Trọng, năm nay 30 tuổi, công việc hiện tại làm đẹp cho xe máy và chở hàng tại gia đình. Làm đẹp cho xe máy? Dạ. Là làm gì? Thì cái xe máy mà nó xấu á, cái đến tiệm em tút lên, các em làm thì nó đẹp, đi như mới vậy. À mà người nó cũ vô làm, em có làm mới lên là được không? Ví dụ mà cái người cũ á, ví dụ em cố gắng là sẽ làm được mới. Vậy á hả? Trọng quê ở đâu? Em ở Sài Gòn luôn chị. Ở Sài Gòn luôn, rồi hiện tại sống ở quận mấy? À, hiện tại sống ở quận 12. Ở sống với ai? Em sống với ba mẹ với bà. Ba mẹ với bà. Dạ. Có anh chị em gì không? Anh chị em còn hai người em nữa chị. Rồi sống trong nhà chung luôn? Dạ, sống ở nhà chung. Có ai có gia đình chưa? Có người em kế có gia đình rồi. Sao kỳ vậy? Sao em vượt mặt rồi? Tại vì em dở hơn cái người em. À, dở hơn em ha. Em ngại tiếp xúc với bạn nữ á. Rồi em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia. Em tên là Chu Thị Thanh Thảo. Em 29 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non, tại em đang làm ở Bình Dương. Bình Dương? Dạy ở Bình Dương luôn? Dạ. À, mình nhà mình ở Bình Dương luôn hả Cưng? Nhà em thì ở Bình Phước. Nhà Bình Phước dạy Bình Dương. Rồi nhắm bao lâu, thí dụ mà yêu nhau nhắm bao lâu chạy được một lần? Mà em nhà em mới ở Sài Gòn, ở quận 2 thì có thể em sắp xếp em chạy qua bên đó thí dụ tầm 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đi. Yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? À, quan trọng hai người tìm hiểu nhau rồi cảm thấy hợp thì quan trọng là em cho người bạn gái tự quyền quyết định. Như em thì em sao tự quyền quyết định em được? Gia đình em phải cầu hôn người ta chứ, không lẽ người ta nói em anh ơi cưới em đi, nhưng mà em cầu hôn rồi những người đó không đồng ý thì mình cứ cầu coi chừng nào cầu chừng nào được thôi. Dạ, người dạ, ta cầu được ước thấy. Dạ. Theo nguyện vọng của em là em muốn bao lâu thì được là theo cầu hôn? Nguyện vọng của em á thì em cũng vợ cũng nói chung là cũng lớn tuổi thì em mong muốn là phải tầm tìm hiểu khoảng chừng 1 năm đến 1,5 năm. À, còn không qua được 2 năm thì cũng được. Tới đó thôi hả? Đừng có tới, hơn nữa. Đúng rồi, tới đó thôi. Quải lắm, với lại từ đây mà chạy xuống Bình Dương chạy 2 năm cũng quải lắm em. Dạ. Chạy không nổi đâu. Không, chạy. Em thì em xin. Thôi thôi thôi, chạy nửa năm thôi là. Tại hồi đó giờ em chưa quen được ai nên giờ em mà có quen được rồi em chịu xin chạy chạy lắm. Đó giờ chưa quen ai vậy? Thì em chưa quen ai. Lý do sao ế? Em nhút nhát cái trước đám đông á, em không. Ông nãy giờ nói chuyện nghe lanh lắm ông ơi. Không, nói chuyện là nói chuyện với chị á. À. Thế mà em gặp một người con gái mà người đó cũng chịu nói chuyện đi thì em cũng nói chuyện là được. Còn người con gái mà
ấy, em cũng không biết nói chuyện sao. Mà xưa giờ chưa thích một người nào hết hả? Hay là có thích mà không dám nói? Hồi xưa em có thích. Em có thích, em cũng có tìm hiểu, quen biết qua Zalo. Thì em mới gặp người đó trên Zalo vậy đó. Rồi kích bạn, người đó cũng đồng ý. Rồi hai đứa hẹn nhau đi ăn uống đi chơi gì đó, được một hai lần. Rồi đến cái ngày đó là sinh nhật của bạn gái hiện lên trên Zalo nè. Cái rủ đi sinh nhật. Rồi cũng chở tối em làm xong rồi cũng chở đi sinh nhật. Mà bạn gái ở đứng ở đầu đường thôi, chứ không có ở gần nhà mà đứng ở đầu đường á. Nên em mới chạy lại chỗ đó, em rước bạn gái đi, đi ăn. Ăn xong rồi em chở bạn gái về. Tới cái đầu đường hồi nãy mà rước bạn gái đó, thì bạn gái kêu là bỏ ở đây, bỏ bạn gái đi bộ vô cũng trong cho nhà. Vô nhà. Không cho vô nhà. Mà quen cũng một tháng mấy rồi. Thì bạn gái cũng biết cái chỗ nhà của em, chỗ làm việc của em. Mà em thấy là sao quen một tháng mấy rồi mà hôm nay ngày sinh nhật nữa. Mà cũng không mà cho vô. Không cho vô. Thì em thấy lạ nên em thấy vậy thôi, cái em cũng không muốn quen nữa. Rồi vậy cái là chia tay đó hả? Dạ. Nãy giờ nghe ăn uống không rồi hai đứa có làm được gì nhau chưa? Chưa có thấy mấy à, chưa có làm gì á. Chưa làm gì đâu hả? Nắm tay em còn chưa nắm tay. Chưa nắm tay luôn. Dạ. Chưa nắm tay có nghĩa là làm gì, có hôn đúng không? Chưa có hôn luôn, chưa nắm tay sao hôn được. Một mối tình nó duy nhất rồi thôi đó hả? Dạ, có vậy thôi á. Vậy là còn nguyên hả? Còn duyên hả? Dạ. Trời ơi, thiệt tình. Cảm nhận câu chuyện của bạn ấy sao? Dạ chắc là do bạn gặp chưa đúng người, với cả chưa tạo sự an toàn hay là sự tin tưởng cho bạn gái, nên bạn gái mới không vậy thôi. Với cả thường thường con gái thì như em thì nếu mà mới quen thì em cũng chắc em cũng chưa cho vô nhà đâu. Điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Dạ em thấy điểm mạnh của em thì là khá là thân thiện hòa đồng. Nhưng mà điểm yếu thì có vẻ là ít nói. Em ít nói với những người gọi là chưa quen. Còn mà thường thường mà mấy bạn em mà chưa thân thì lại kêu em là nói nhiều. Có tật xấu gì không em? Tật xấu của em thì chắc là thường thường mấy em gái của em thường thường hay nói là em hay càm ràm, cằn nhằn. Em bực mình gì là em phải nói liền, em phải nói chừng nào em hết bực thôi em mới nghĩ. Rồi tình trường em sao? Mấy mối tình? Em thì mối tình thì em cũng chưa gọi là không có mối tình nào là chính thức hết á. Tại vì là thường á em ở cái mức độ là tìm hiểu thôi. Khoảng 2 tháng, 3 tháng là 3 tháng là nhiều á. Thường thường thì họ cứ cho em cảm giác là được thì được, không được thì thôi á. Không có ai có quyết liệt liệt trong tình yêu phải không? Dạ đúng rồi, họ như là giống như là thả câu vậy á, thả cái mồi cá xuống, con cá nào cắn thì là được, còn không cá nào không cắn được thì thôi. Tính em thì không có vậy gì. Em quyết liệt không? Không, tính em á đó tại em chưa quen ai. Nhưng mà nếu em mà quen thật lòng á, tính em là rất là thật lòng. Quen là để còn sau này còn tiến tới một cái gì đó xa hơn, hay là làm hôn nhân hay là vợ của em nữa, chứ không phải là quen như bạn đó nói là thả câu gì đó. Tính em thì em không có vậy. Giờ em thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích mẫu người bạn gái của em á thì tính cách á là vui vẻ hòa đồng thôi, biết hiểu chuyện, đừng có càm ràm những cái chuyện mà không vô đâu á. Rồi thế em tìm thích mẫu người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần là biết quan tâm. Có về cái ngoại hình có thích gì như thế nào không? Con gái em thì cao tới từ 1m55 đến 1m6 thôi. 55 đến 1m6. Dạ. Khuôn mặt á là dễ nhìn thôi. Là được rồi. Còn em muốn người bạn trai về ngoại hình như thế nào? Dạ chắc cao hơn em là được rồi chị. Em cao mét mấy? Em cao 1m55 à. Đó, kiếm điền 1m55 á. Đẩy ảnh chổng á, ba anh từ thấp đến cao luôn, nó muốn anh nào đó muốn. Tìm thử coi. Sao chọn cô đó? Thì nói mà 1m55 thì chắc vậy. Ủa người ta lùng lùng đứng cũng không gì mà biết ta 1m55 luôn hả? Thì em đón mà chị, em đón. Thì đón thì chị thì hỏi em, thôi. Dạ em đang đón. Đâu anh nào? Anh ơi anh cao mét khoảng mét bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m68 em. Anh nói gì là em dễ đón rồi. Tại cái ba anh em nó là khác nhau, em nhìn dễ đón rồi. Từ thấp tới cao. Còn như đây là anh nó khó đón nè. Chốt chưa? Đây phải không? Dạ. Em đón thôi, em đón thôi. Dạ. Đây đúng không? Có thể mình đổi là được. Được. Đổi. Ai? Đổi đi lần cuối. Lần cuối hả? Ừ. Chắc ngồi trên đây quá. Rồi vàng chính giữa. Dạ thì bây giờ không cao thấp thì chính giữa. 1, 2, 3. Đúng không? Đúng không? Người ta nói 1m68 rồi mà hôm nay đến chương trình anh có dạ em cũng và tặng anh. Rồi ngồi xuống đi, rồi quà gì mở chị Tường coi coi. Cái thiệp em tự làm, cô giáo mầm non lên. À cô giáo mầm non, có cái thiệp ta ghi dĩ chổng. Mày giống cái queo rồi.
gì? Que này, cái cây que nè, cái cây que đó, ý nó có cái cây que. Tưởng nó que thử thai. Bậy nữa chị, bởi vì em làm gì biết mấy cái đó mà chị nói như vậy. Có mở không em? Có rút cái đó là có ghi cái chữ ở chính dưới á chị. Trời ơi, đó đọc đi. Gặp này, rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rồi, anh cũng rất vui được gặp em. Trời ơi, thấy thương ghê không? Bây giờ mời các bạn đến buổi ăn trưa. Mình vừa ăn mình vừa trò chuyện ha. Đây là món ăn của nhà hàng chả cá Đế Vương. Mình vừa ăn, thưởng thức hương vị của nó và mình vừa trò chuyện với nhau ha. Ít phút chị Tường quay lại. Bây giờ không gian là dành cho hai đứa rồi đó, tự nhiên đi. Chúc hai bạn ngon miệng. Em thích ăn món gì nhất? Anh hả? À, anh rất là dễ ăn, món gì anh ăn cũng được. Em thì nói với ba chị em thì em dễ ăn nhất, nhưng mà đối với người khác thì cũng không có dễ ăn. Không thích ăn cá. Em không thích ăn cá. Em không thích ăn cá, nhưng mà tùy món cá thôi. Nhà anh là giờ là còn có mình anh là chưa lập gia đình hay là sao ạ? Nhà anh thì còn anh với người em út nữa, chưa lập gia đình. Cái em giữa là lập gia đình rồi. Dạ giống em. Nhà em thì cũng có nhà ba chị em gái, thì cô em giữa thì lấy chồng có một bé rồi. Còn hai người chưa. Sao mà nhà anh với nhà em sao giống nhau vậy? Nhà ba anh em trai, nhà ba chị em gái. Dạ. Nhà em giữa thì cũng có gia đình, có con 3 tuổi rồi. Như ví dụ mà bây giờ như em, như anh quen em rồi anh có thể hẹn em là đi qua nhà em rồi chở em đi chơi ăn uống gì đó được không? Dạ được anh, cái đó bình thường mà. Dạ tại vì mình cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thì mình phải đi chơi hay là gì thì mình mới biết được chứ đâu có hẹn nào. Đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Dạ. Như em đi chơi vậy á, em thích đi chơi những chỗ nào? Thường thường nếu mà con gái thì thường hay đi chơi thì có khi đi xem phim, uống trà sữa hay là đi dạo phố hay là gì thôi. Anh qua rước em, anh chở em ra như là đi ra tới quận nhất rồi đi phố đi bộ rồi đi xem phim rồi đi ăn uống ở ngoài đó được không? Cái đó nếu như mà ngày hôm sau mình rảnh á thì đi được, chứ mà cái đấy cũng cực cho anh. Anh chạy xuống em, anh chở em đi lên đó xong rồi anh chở em về. Anh thì anh quen bạn gái, anh không sợ cực. Mà sao em sợ cực được, đúng không? Thấy cũng tội cho người ta chứ anh. Nói chung là mình đâu phải là cứ quen nhau là phải bắt người ta chạy vòng rã như vậy đi đâu hết đâu. Mình cũng phải, nói chung là mình cũng phải biết thương người ta một chút xíu chứ không lẽ cứ bắt người ta lúc nào cũng là chở em từ Bình Dương lên thành phố rồi xong lại từ thành phố về Bình Dương, làm sao đâu có sức đâu mà ngày mai làm nổi. Vậy thì chở em ở gần ở nhà em uống trà sữa hay là đi xem phim ở đâu, những gặp chiếu phim nào ở gần đó cũng được. Mà ở trên em á, gần đó có gặp chiếu phim nào không? Dạ cũng có anh. Thành phố Bình Dương thì có. Đừng có lo hết trơn á. À, ta chưa có người yêu nữa cho nên ta chăm sóc người yêu dữ lắm. Dạ. Giờ còn nãy giờ có hỏi gì ý định bạn nói gì về chuyện tình yêu, hỏi tình yêu rồi gì chưa? Em chưa hỏi nữa. Mới hỏi đi chơi thôi phải không? Mới hỏi đi chơi mà. Bây giờ hỏi thử coi giờ là em muốn chừng nào lấy chồng, hay là cái quan điểm của em về tình yêu hay là về hôn nhân như thế nào? Hỏi thử em cái quan niệm về tình yêu của em như thế nào em? Em xác định là yêu là cưới chứ không phải yêu là giỡn. Tại vì mình cũng lớn tuổi rồi. Năm nay cũng 29 gần 30 hết rồi. Nên bây giờ mình quen là mình xác định là có đi tới được với nhau hay không. Thì nếu mà đi tới được thì mình đi tới luôn. Còn nếu không được thì dứt luôn để cho người ta đi tìm người khác. Thì cũng giống như anh á. Anh cũng giống như em, mình suy nghĩ vậy á. Thì giờ cũng lớn rồi, giống như em 29, anh là 30 rồi. Thì giờ như mình quen, rồi mình tìm hiểu mà cảm thấy được thì mình quen lâu dài luôn. Còn không được thì mình làm bạn gì đó. Nhưng mà rồi bây giờ là chưa có tình trường, chưa quen ai. Em muốn sống thử không? Hay là lấy rồi, phải đám cưới rồi mới ở chung với nhau? Ví dụ như mình ở trước cưới được không? Ở thử có hợp không rồi mới cưới được không? Thôi, thì bữa giờ lấy xong rồi lấy nhau xong rồi ở chưa? Sao kỳ vậy? Dạ. Con trai thì thường tôi muốn ở trước không á? Cái đó là do những người kia thôi. Còn em tính em là em quen là em muốn cái người đó là hai người rồi quen được rồi tìm hiểu rồi nói hai bên cưới hỏi rồi về rồi mới có sống. Rồi gửi lúc đó về rồi sống mà không hợp nhau rồi sao? Lấy nhau về rồi sống với nhau mà không hợp đó là do em với người mà em quen không trao cho nhau cái cơ hội thì mới không hợp. Tôi nói không hợp cái vụ kia kìa, cái vụ vợ chồng á, lấy về rồi mọi thứ hợp hết mà cái chuyện đó không hợp thì có tin sao? Lúc đó hả? Khó ha.
Khó này, khó à chị. Khó mới hỏi chứ, khó mới hỏi à. Thấy em thẳng thắn thiệt tình quá chị mới hỏi đó. Dạ, mà chị hỏi nhiều câu hóc búa quá. Trời ơi, phải hóc chứ. Thì lúc đó người phụ nữ là chịu hợp tác với em thì nó mới hợp được chứ. Còn người phụ nữ không chịu hợp tác với em thì sao mà hợp được. Em thấy sao em? Giả tỷ mà đó trường hợp như vậy luôn đó, lấy nhau về em có chịu thử trước khi cưới không? Rồi bây giờ lấy về mới đêm động phòng mới vậy đúng không? Rồi rủi không hợp rồi sao? Cái đó tính sao chị? Tính sao là tính sao? Không biết. Có chịu hợp tác với ảnh không? Dạ thì nếu mà lấy nhau rồi thì phải hợp tác. Lấy nhau phải hợp tác phải không? Rồi cưới luôn đi, tôi thấy cặp này cưới được rồi đó. Bây giờ thì Tường xin mời người thân của hai bạn vào đây để mình trò chuyện thêm một chút xíu nữa nha. Dạ mời cô ạ. À. Dạ chào cô là mẹ của Trọng à? Dạ. Còn em là gì? Em là bạn thân của. Thân không? Chơi nhau bao lâu mà thân? Cũng lâu rồi chị. À, dạ thưa cô, à, nãy giờ cô nghe hai bạn trò chuyện vậy thì cô cảm nhận sao cô? À, cô cũng cảm thấy cô mến. À. Dạ. Bạn gái. Dạ. Mà nhà Trọng nó có tật xấu gì không cô? Không, cái chuyện mà ăn nói á, thì nó không có lưu lót. Nhưng lại như La La mà ăn thì rất là giỏi. Hồi nãy giờ thấy nói chuyện cũng hay quá trời luôn á. Nó nói nhiều khi nó còn khờ. Mà cô giờ cô nôn có dâu chưa? Con hỏi thiệt. Nôn, rất là nôn. Nôn rất là nôn nha. Em chào cô đi em, rồi hỏi thăm vài câu đi nè. Chào con. Dạ cô đến đây sớm không cô? Đã có lâu đến không? Thì từ hồi 11 giờ chưa vậy? Dạ. Rồi hôm nay bạn trai đi là có mẹ rồi theo đàng hoàng ha. Đây có em là... Em ruột hả cưng? Dạ. Ồ sao em cao hơn chị vậy? Hôm nay thấy cuộc trò chuyện của hai anh chị em thấy sao? Dạ thấy hai người nói chuyện cũng hợp. Nhận xét thẳng thắn đi, thấy anh Trọng này sao? Dạ nói chung là thấy cũng được chị. Ổn không? Dạ ổn. À, em muốn hỏi ổng gì không? Hỏi thế chị, nhiều khi chị ngại chị không dám hỏi á. Dạ chị muốn hỏi anh là tại vì ở nhà là rất là thương chị. Ừ. Rồi sao nữa? Em cũng đã từng trả em là người lấy chồng rồi, cho nên em muốn hỏi là nếu ví dụ như mà có một người nào đó mà muốn như là nói điều không hay về chị em thì anh có đứng ra bảo vệ hay không? Đó là tất nhiên rồi, anh thương chị em thì anh phải bảo vệ chị em mà. Người đó nói chuyện không hay với chị em thì để anh nói chuyện lại với người đó. Dù người đó là người bên họ hàng anh nói điều đó nhưng mà anh biết là chị em không có, anh có đứng ra bảo vệ chị em hay không? Tất nhiên là phải có rồi, thì với bên dòng họ anh mà nói về ví dụ chị em là vợ anh đi, rồi bây giờ là chị em không sai mà bên dòng họ anh á, nói chị em á, là sai thì tất nhiên anh sẽ đứng về phía của vợ anh, là anh sẽ bên về vợ anh. Dạ em chỉ muốn hỏi như vậy thôi chị. Rồi nghe hỏi một câu là thấy là cũng đang có những nỗi niềm nè, thấy không? Thấy là thấy có nỗi niềm rồi. Đó là chúng là thương chị. Dạ thương chị nhưng mà lấy chồng rồi hả cưng? Dạ. Ồ lấy chồng sớm quá. Em muốn chị hai em không cần là những người giàu sang hay là gì đó, nhưng em muốn anh rể em là người thương chị em và bảo vệ chị em. Rồi được rồi, ngồi xuống đi cưng. Rồi thế con cảm ơn gia đình. Rồi cảm ơn em cô nha. Rất rồi để nha. Mình tiếp tục coi hai bạn này sẽ như thế nào. Dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ dạ dạ. À, bây giờ chị cho hai bạn bóc vài cái lá bài của chương trình. Đây là những cái yêu cầu chương trình đưa ra này, vui thôi để cho mình thư giãn xíu ha. Rồi đọc bóc ngược lá đi, rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Này quá đơn giản rồi. Trước đó cái sân đó của em đó. Đấy hả chị? Ừ cái sân đó của em đó. Đếm đi em gái đếm đi em gái. Rồi nhỏ nhiệt tình ghê, đếm đi cưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chồng cái lên nè. Bóc lá đi cưng, đọc lớn lên giùm chị Tường. Hai bạn hãy ôm nhau 30 giây để thử cảm xúc. Hai, thưởng liền, vừa mới mệt cái được thưởng liền. Em thích điều đó đó. Quá, mới vừa cực cái được thưởng liền. Rồi đứng lên đi em. Mình ôm nhau một chút xíu, đây cũng là cái điều mà chị muốn hai em. Tại vì nói là một chuyện, mình đứng gần coi có cái điện gì nó trôi. Ông chặt vô, đúng rồi, hít đi, cơ hội 30 giây đó. Đó, đó giờ chưa có bạn gái luôn, chưa biết làm gì hết trơn á. Thấy thương không nhỏ, nhiệt tình hết sức. Đủ 30 giây chưa ông ngoại cha? Ai biết đâu chị nói chưa nói em mới biết đâu. Chưa, đứng bên đó nói cảm xúc, nhìn nhau nói chuyện với nhau. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, xinh đẹp. Nhưng cái mẫu người anh đang hằng mơ ước vậy đó. Rồi được rồi, thôi được rồi, lời rồi, về đi. Giờ nhìn thẳng mặt nhau đi.
giờ có muốn nói gì nữa không? Bây giờ là đến lúc bấm nút hẹn hò rồi đó. Nếu mà bấm nút thì là hẹn hò với nhau, mà không bấm là không hẹn. Thì cái quyền quyết định là hai em thôi. Ý kiến người thân rồi, chị Tường cũng phân tích tạo điều kiện. Ôm nhau cũng được ôm rồi, ăn chung với nhau buổi luôn rồi. Bây giờ con muốn nói điều gì trong cái giây phút cuối cùng trước khi đưa ra quyết định nữa? Mỗi người 30 giây thôi, nói một câu thật lòng. Mình đang suy nghĩ cái gì, mình muốn cái gì, nói đi, thể hiện cơ hội cuối cùng để thuyết phục đối diện người đối phương của mình. Hôm nay đến cái chương trình này thì mình gặp nhau mới đây cũng chưa được nhiều, thì anh thật lòng anh muốn là mình hãy cho nhau một cái cơ hội để còn tìm hiểu nhau, rồi còn đi qua nhà em chơi, rồi để còn sau này mình còn tiến đến một cái xa hơn, phải là lấy nhau rồi về có con cái, rồi cho mẹ anh hay bên nhà mẹ em gì đó vui. Em thấy được không? Dạ cũng được. Thì mình đến với chương trình này thì cũng coi như là mình có duyên với nhau rồi, thì mình cứ cho nhau một cơ hội để xem nếu mà được đi xa hơn thì mình sẽ cùng nhau đi xa hơn. Rồi gì em thấy được rồi đó. Được chưa? Giờ bấm nút được chưa? Dạ. Cho em bấm trước được không? Đặt tay vào nút bấm. Từ từ đặt tay nút bấm. Đặt tay vô. 1 2 3 hết thời gian. Giờ thành bạn gái rồi nè, qua đây. Qua đây nắm tay. Đó, bây giờ là thành bạn gái rồi đó. Đây, Trình. Gì vậy, móc gì vậy, cho tiền hả? À, móc gì vậy? Em tặng quà cho bạn gái. Có quà hả? Có. Sao nãy giờ không tặng? Hồi nãy em tặng con trước rồi, giờ em tặng quà sao? À, là cái này bấm nút mới tặng? Không phải, lúc em tặng trước cũng được nữa, nhưng mà em để cái này nó là hồi hộp hơn. Rồi, chứ là xác định em là tặng quà cho bạn gái mà. Dạ. Anh đeo cho em được không? Dễ thương quá. Vừa nhiệt tình, có sức khỏe, ga lăng, còn sành điệu nữa chứ. Cái chuyện mua nào vậy cưng? Dạ, em mua lâu lắm rồi chị. Trời đất ơi. Em mua để dành để tặng bạn gái em mà. Dạ hả? Dạ. Ga lăng thiệt chứ. Dán tóc lên cho ủng hộ nhỏ đi cưng. Ừ đó. Đó rồi. Đó rồi xong, cố tình, cố tình. Rồi cố tình. Đây 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 đây. Được rồi chứ. Rồi giờ dán tóc lên cho người ta đi. Không có. Đó, cho mình đeo qua đây. Ờ đúng rồi, đeo trước rồi mình lòn ra làm sao, thông minh. Hết sức luôn. Xoay lại cho người ta. Chưa, từ từ, từ từ, từ chị cứ bình tĩnh. Chị phải bình tĩnh. Rồi, dán tóc lên, ra đằng sau. Đó. Rồi, quá đẹp luôn. Chúng ta đi, hai đứa đẹp đôi lắm đó. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay là tụi em thật sự vui. Và hy vọng là với sự chứng kiến của những người thân của mình nha. Chị là chị thấy là cái gọi là cái gọi là nổi da gà nè. Có nghĩa là cái cảm xúc của chị là đi ăn đám cưới của hai đứa này nè. Thế mà lúc đó em mời á, rồi chị có đi không? Cho xe đưa đón đàng hoàng thì dạ, đi. Dạ có chứ trời, tất nhiên riêng chị là nhất rồi. Em sẽ tặng cho chị đàng hoàng. Rồi muốn xe, rước chị đến luôn. Mà quan trọng là chị có đến dự đám cưới của hai đứa. Quan trọng là hai đứa có cưới nhau không? Phải hai đứa này cưới tôi mới đi. Chứ em cưới vợ khác là tôi không có đi à. Vậy hai mình có cưới nhau, chị đến dự đám cưới không em? Em nói với chị mừng đi. Tới đó là tính anh ơi, em tao quá anh ơi. Nhớ hứa nha, một tuần xuống mấy lần nhớ nha. Quan trọng cho phép thì em một tuần em xuống bao nhiêu lần cũng được á. Rồi, có cho phép rồi nhớ đó, em gái làm bằng chứng kìa nha. Rồi, đây món quà nữa tặng em làm kỷ niệm là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và Tường hy vọng rằng là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cùng với cảm xúc của các Tường là rất vui cho cặp đôi này. Vì tôi không biết sao mà Tường thấy cái cảm giác cặp đôi này nó rất là hợp nhau. Hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm báo tin vui cho các Tường quý vị nhé.